Thánh Eusebio Baxelesi, giám mục. Thánh Eusebio sinh tại Sardinia trong một gia đình quý phái, nhưng trỗi vượt sự cao sang giàu có trần thế. Ngài được vinh dự là con của một người cha chịu chết vì đức tin dưới thời Diocletiano. Mẹ ngài đã đưa hai người con về sống tại Roma. Ngài được Đức Giáo Hoàng Eusebio rửa tội và lấy chính tên mình đặt cho con trẻ. Eusebio được nuôi dưỡng trong bầu khí đạo đức. Ngài theo học văn chương và nghệ thuật, gia nhập hàng giáo sĩ. Ngài được phong chức đọc sách. Ngài được sai đi Vercellesi vào năm 345, được chọn làm giám mục tiên khởi của giáo phận này. Xét rằng phương cách hữu hiệu nhất để thánh hóa các linh hồn là phải có một hàng giáo sĩ được huấn luyện tử tế, ngài thiết lập một trường đào tạo linh mục. Cùng với nhóm môn sinh, ngài sống đời ẩn tu ngay giữa thành phố. Những lời khuyên dạy đầy cảm kích đã làm cho Vercellesi thay đổi hẳn. Các tội nhân tìm về lãnh các bí tích, nhiệt thành phụng sự Chúa, chịu bách hại vì đạo. Cuộc đời Eusebio đã đạt tới vinh quang cao cả. Khi ấy, bề rối Ario bành trướng mạnh mẽ. Với sự bảo trợ của hoàng đế Constantino, Eusebio mãnh liệt chống lại và đức tin không thể lay chuyển của ngài mang lại niềm an ủi cho Đức Giáo Hoàng. Chỉ định dẫn đầu phái đoàn các giám mục đến gặp hoàng đế để bên vực đức tin. Đầy nhiệt tâm, ngài thuyết phục được hoàng đế triệu tập một công đồng. Năm sau, công đồng khai diễn tại Milan. Tại công đồng, hoàng đế thúc bách các giám mục phải để cho Eusebio tham dự, nhưng những người theo bờ đối Ario ngăn cản. Cuối cùng, ngài được tham dự. Thấy phần đông theo lạc giáo, ngài trình biểu thức đức tin của cộng đồng Nice, đòi mọi người ký nhận trước khi bàn đến điều gì khác nữa. Bọn lạc giáo tức giận. Ngược lại, ngài cương quyết không chịu ký vào văn bản lên án thánh Anastasio, vì giám mục chúng sợ nhất. Tức giận, chúng vận động hoàng đế đẩy ngài đi Palestina, nơi lưu đày. Eusebio chịu không biết bao nhiêu là điều khổ cực bởi cách đối xử dã man của các thù địch. Ngài bị giam trong phòng tối, bị bỏ đói. Khi biết rằng không thể bắt phục được con người sắt đá này, chúng còn trói chân ngài lại và lôi kéo ngài qua các bậc thang nhiều lần. Theo lời thánh Hieronymo kể lại, thánh nhân còn bị gửi đi Cappadocia và tới miền thượng Thebede bên Ai Cập. Tại những nơi này, thánh nhân còn chịu muôn vàn cực hình cho đến khi hoàng đế Constantio băng hà và được hồi hương. Dẫu vậy, trên đường về theo lệnh Đức Giáo Hoàng, thánh Eusebio còn phải ghé nhiều giáo đoàn để an ủi, khích lệ các giáo hữu bị đau khổ bởi những tàn phá của phái Ario để lại, dàn xếp những tranh chấp nội bộ của một số giáo đoàn. Trở về Vercellesi, thánh Eusebio được đón tiếp nồng hậu như một vị anh hùng. Già cả và yếu sức, ngài vẫn tận tụy phục vụ giáo phận cho đến khi qua đời năm 371. Người ta tôn kính ngài như vị thánh tử đạo vì những đau khổ mà ngài đã chịu suốt những ngày lưu đày. Trích theo vết chân người của linh mục Phaolô Phạm Quốc Túy.